Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một cái quán hủ tiếu rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Thứ nhất là cái quán hủ tiếu này là của ca sĩ Ghi Lê, rất là nổi tiếng. Và cái thứ hai nữa là cái hủ tiếu ở đây có cái biệt danh là đắt nhất Sài Gòn. Thì bây giờ mình sẽ vào trong để mà chia sẻ cho mọi người cái hủ tiếu mà đắt nhất Sài Gòn như thế nào nha. Khi chờ đợi hủ tiếu đẹp ra thì mình sẽ quay một vòng cái quán hủ tiếu hiến lúa cho mọi người xem nha. Ở đây thì mình ngồi ở trong góc trong thì mình sẽ quay ra ngoài cho mọi người xem. Mình đang ăn thì là ở dưới tầng trệt, còn hình như là ở trên có lầu ở trên đó, mà không biết là mấy lầu ở trên đó. Có cái thang máy nè, một thang đi lên đây rất là sạch sẽ. Thì trong khi chờ đợi cái hủ tiếu của nhân viên đem ra thì ở đây thì người ta sẽ đem trước cho mình là cái há cảo nè, cái xíu mại nè, cái xíu mại nước và cái bánh bao. Bên đây là chè quẩy với lại bánh mì. Cái này theo mình nghĩ là sẽ tính tiền riêng.
100 ngàn. Hồi nãy là mình tính kêu là một tô đặc biệt là 130, nhưng mà tô này là 100 ngàn, nhưng mình ăn khoảng 3 phút là hết, tại nó rất ít. Và mình cảm nhận thì ngon, nhưng mà nó cũng đánh giá cũng bằng những cái hủ tiếu của ở ngoài thôi. Và còn bún thì mình thấy là không có, theo mình ăn thì theo mình không có ngon, tại vì nó đóng cục như vậy như của anh bạn mình đây nè, đó không? Nó đóng cục. Của mình thì mình thích ăn rời và nó dẻo, còn cái này nó hơi mềm đó. Còn bây giờ thì nói chung là ăn tô hủ tiếu này là không có no. Bây giờ thì mình sẽ ăn thêm bánh bao và há cảo đây nè, há cảo xíu mại gì đó. Đó, thử cái này. Bây giờ mình ăn thử miếng này. Bột thì cảm nhận nó tươi, nó tươi, thịt cũng tươi luôn. Cái này thì ngon, nhà theo mình đánh giá là ngon đó. Còn cái bánh bao thì mình mới mấy cái bánh bao ra thì hình như thấy một trứng như vậy, cái nhân ở trong đây, nhưng ở trong là như vậy đây. Thịt thì mình thấy tươi. Để mình ăn thử một miếng nha. Xé được một miếng ăn thử một miếng bột. Bột thì mịn, ngon. Nó hơi ngọt chút. Ở đây thì mình để ý thì mỗi cái món ăn thì nó hơi ngọt, có vị ngọt. Đây là cái view mà hai anh em ăn đây. Là 295 ngàn. Cho em hỏi là cái tên nó hình như là có tiếng Hoa đúng không anh? Phải không? Hay là sao? Không, nó phải có tên Việt á. Người tên Liến, người tên Húa. À, một cái tên Liến. Mình có mấy cái quán như vậy? Cũng nhiều quá, cũng biết. Cũng nhiều đúng không? À, dạ. Cái quán Hiến Húa này thì rất là sạch sẽ, ở bên trong là chỗ của nhân viên để mà bán ở trong. Ở đây có cánh cửa đây nè, đó, rất là sạch sẽ. Ở đây là cái bếp và nước nè, bán nước ở đây. Ở đây thì đa phần là khách quen của chủ quán. Anh ruột của chị Ghi Lê đúng không chị? Đúng không anh? À, đây cũng là quản lý của nhà hàng. Thì cho em hỏi là cái đầu tiên là cái tên đi. Liến Húa. Liến Húa là cái đó là sao anh? Nó nghe nó cũng ngộ. À, thì như
người nói chữ liên húa đó là nói theo cái phong cách người Hoa là chữ liên hoa là đó hoa sen hoặc là hòa bình, nhưng mà thực sự đó là chữ liên là do, và liên và húa là do tên của một hai người cậu trong gia đình gộp lại, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái nhà hàng của mình á, lúc trước là bán cái gì đầu tiên anh? Thì xưa từ lúc mà mở ra tới bây giờ thì chúng chỉ có bán cái món về điểm tâm là hủ tiếu, mì, bánh bao há cảo xíu mại và nấu kiểu Nam Giang. Nấu theo kiểu Nam Vang. Cái gì là thu hút khách nhất ở cái quán mình anh? Cái món gì? Thì tất nhiên là những cái món mà mình vừa mới... gọi là đặc biệt á. Thì đó là món hủ tiếu Nam Vang. Tại em ăn nó, mọi ăn nó cũng là cái hương vị, cái cảm nhận nó cũng khác. Nó rất là riêng của quán. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Sáng thì 6 giờ sáng là mình đã có mở cửa rồi. Mình bán tới 10 giờ rưỡi đêm. 10 giờ rưỡi đêm, bán trong tuần luôn. Đúng rồi, bán mỗi ngày. Quán của mình là tất cả là mấy chi nhánh anh? Chi nhánh thì cũng có vài chi nhánh nhưng mà là của người trong gia đình thôi, chứ không phải là chi nhánh mà từ một người làm. Đó là những anh em trong gia đình làm. Em hiểu rồi, có nghĩa là thành viên trong gia đình là đúng rồi, cùng nhau mở làm. Dạ. Cái những cái món ở đây là do gia truyền hết đúng không anh? Đúng rồi, do ông bà ngoại mình từ bên ông bà ngoại mình sáng lập ra và truyền tới bây giờ. Sau này để tiếp nối cái truyền thống của gia đình không? Cái đó chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Cố gắng tiếp nối và có trường lớn hơn. Rồi, cảm ơn anh. Mình xin nhắc lại cái địa chỉ của cái quán hủ tiếu của ca sĩ Ghi Lê là số 90 DE đường Trần Quốc Toản, quận 3.